Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ chơi cái trò Saiyan Kill Battle. Vâng, là mình rảnh mình sẽ chơi. Vâng, và video này thì video thứ 23 của mình về trò chơi này. Hy vọng rằng các bạn cảm thấy hay vui thì share, like và đăng ký kênh giúp mình ha. Vâng, các bạn. Nói chung đó là một cái động lực để mình chơi thêm. Rồi, ok. Như bạn thấy mình chọn như vậy là Goku Super Saiyan 3 và mình đang chiến đấu với cái con này đây này. Cái trò chơi này thì nói chung là nó cũng đơn giản nhưng mà cũng phức tạp. Đơn giản ở chỗ là khi cần bạn chọn cái vạch đó, chọn dừng đúng ngay vị trí màu đỏ là cái thằng Goku này nó sẽ đánh. Và nếu như mà chọn sai thì ngược lại là bạn bị con đối thủ của bạn đánh. À, nó còn có thêm cái chỗ này nữa mà nó phải chọn thì chọn nhanh thì nhanh mới được, còn là chết đấy. Ok, chiêu quá chứ sao nữa, thật lợi hại. Nói xem đây, wow, đúng là mi thật là đáng ghét. Wow, mi muốn chơi chết à, thật lợi hại. Wow. Chả chả vẫn chưa sao, lợi hại lắm, chết nữa. Đấy, bây giờ thì đây, trời, thấy chưa, đứt cái đó. Đấy trời, như vậy mà chồng cũng sao được nữa. Trời ơi, ô cha, ý trời trời trời, đứt đầu. Mày đúng không sao, trời ơi, một cú này nằm đây nè. Trời ơi, cái con này sao cho mình một chiêu mà mình thôi. Ý đây thấy chưa, ghê không, nó trộn chút xíu gì đó. Mà nếu mà chọn sai thì ngẫm là ó trời, dứt đòn. Wow, một kia một sâu á, bằng luôn một cú một thôi. Đây như là phi chơi gì, quỷ thiệt lợi hại, trận lên đó hả. Trời ơi, gặp nữa, nó biết con, nó biết thủ thôi. Wow, chết rồi. Còn cái này sao? Không sao hả? Yeet. Còn nó còn tí rồi đó. Đánh gì trời? Đứt đầu. Đứt. Thấu. Dính đầu. Đứt. Xong. Và đây thì là một quả ngẫm đổi nha cưng. Và đây thì chết lắc nè. Đây là sao, lắc vô cô à. Ê, cái này ghê quá, ghê quá, ghê quá. Đứt luôn. Rồi, tiếp tục. Bây giờ mình sẽ chọn một nhân vật khác chơi tiếp nha. À, bây giờ chọn nhân vật nào bạn. Để mình xem nè. Đây rồi, ok. Sâu. Wow. Dính đòn. Thật ngẫm. Ngẫm tội. Trưởng cầu cứu đứt. Và đấy thì sao, ta em bị ngụm. Vâng, sốc hả mày, sốc nè. Yeah, đứt đòn. Trời ơi, gì vậy.
Trời đất ơi. Trời ơi. Bạn đã bị tiêu diệt. Rồi. Rồi chỉ còn như thế thôi đó hả? Thì sẽ tiêu diệt sẽ sớm thôi các bạn. Chảnh nè. Nữa không? Chảnh nè. Mạnh vậy. Lại là thằng này nữa sao? Rồi 17 ha. Yeah. Trời ơi, trận hoài luôn kìa. Trận nữa hả? Ôi, không mất miếng máu nữa. Trời ơi, dữ thiệt chứ. Hên ghê. Làm kịp, thôi chết. Số. May. Hãy vẫn chơi sao, lợi hại thật. Trời đất ơi. Sử đẹp em nó luôn rồi, nó sử mình luôn. Mấy cái thằng này ghê. Mà nó gì còn có một tí máu à. Trời ơi. Chết à. Ngủm rồi. Được 102 đồng. Rồi, Black Cuckoo. Wow. Trời ơi, cái bẫy nhiều vậy. Ồ, không kịp, thua. Rồi, cú một ngủm luôn trời. Ê, con nào đây? Blue đi. Rồi. Giết. Tiêu diệt. Tiêu diệt tiếp nào. Diệt sạch. Ủa chưa sao. Diệt. Đứt đầu. Hả? Lại là mày. Sợ đẹp nó đi. Ui trời. Thiệt chảnh. Ủa chưa sao. Mạnh lắm. Trời ơi. Cho mày ăn vào cái con này. Gì tới được mày. Vô đi. Trời ơi. Chết chưa con. Đập chết. Hay quá. Chỉ còn một tí máu nữa thôi à. Được rồi. Rồi. Và cái con này thì sao? Xử đẹp nó được không? Đó. Còn tí nữa trời. Ôi trời không kịp rồi. Ôi hên. Hên quá hên. Yeah. Chi đất nè. Đâu có giỡn chơi như thế được. Tiêu diệt. Nhiều không sao ha. Ây da, chết tôi rồi. Ngầm rồi. Trời ơi, đứt cái cưng. Đây nữa nè. Xử đẹp đi. Sự đẹp. Nhanh. Châu. Trời ơi, đừng có phá tao. Ngẫm đi. Trời ơi, còn tí máu nữa. Ồ, sai phạm là đứt luôn. Chỉ cần bạn sai phạm một lần bạn sẽ thua ngay tức thì. Vâng. Bạn có giết được con này không ai? Dứt. Điểm. Thế còn con này. Sửa đẹp nó đi. Ý trời 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 tr